Xin chào các em. Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu nội dung thực hành số 2, lên lịch định vị GPS. Câu hỏi đầu tiên, tại sao chúng ta lại cần phải lên lịch định vị GPS? Đó là bởi vì tín hiệu GPS tuy rằng nó có thể hoạt động 24 trên 24 giờ, nghĩa là trong bất kỳ thời điểm nào trong ngày chúng ta đều có thể được ghi nhận tín hiệu của vệ tinh GPS để định vị. Tuy nhiên, không phải thời điểm nào tín hiệu là tốt nhất. Do đó mà chúng ta cần phải lên lịch, nghĩa là chúng ta cần phải tính toán và xác định xem là cái thời điểm nào trong ngày mà cái bộ thu nó có thể nhận được tín hiệu tốt nhất. Dựa trên cơ sở đó là cái lịch vệ tinh đã được lập trình và cái vị trí bộ thu chúng ta đang đứng ở đâu. Thì thời gian đo tốt nhất ở đây chúng ta nên hiểu đó là cái thời gian mà vệ tinh nó hội tụ trên cái đỉnh của cái bộ thu nhiều nhất. Khi đó thì cái khả năng mà cái bộ thu nó nhận được tín hiệu GPS nó sẽ là cao nhất. Ở đây chúng ta không đề cập đến những yếu tố khách quan, ví dụ như là thời tiết, ví dụ như là mưa, gió, hoặc là yếu tố địa hình, ví dụ như đồi núi hay đồng bằng mà nó có thể ảnh hưởng đến độ chính xác. Nó chỉ quan tâm đến cái việc hội tụ của vệ tinh mà thôi. Thì đây là một cái công việc rất là quan trọng mà chúng ta cần phải thực hiện đầu tiên để có thể đảm bảo được cái độ hiệu quả của công việc đo đạc. Thì nội dung trong bài này chúng ta sẽ có hai phần. Phần thứ nhất, chúng ta sẽ lập cái lịch định vị bằng cách là sử dụng chức năng sẵn có của bộ thu Garmin. Và phần thứ hai thì chúng ta sẽ sử dụng một cái trang web gọi là Trimble GNSS Planning để chúng ta lên lịch. Nếu chúng ta dùng bộ thu thì chúng ta sẽ lên lịch bằng cách chúng ta sẽ nhấn menu hai lần vào menu chính. Sau đó thì chúng ta chọn Hunt và Hunt and Fish. Hunt and Fish tức là săn bắt và đánh cá đấy. Thì khi mà chúng ta click vào chức năng này thì nó sẽ hiển thị chúng ta một cái màn hình bao gồm ngày lên lịch và chúng ta muốn xem cái lịch vệ tinh vào ngày nào, cái vị trí chúng ta muốn kiểm tra thì chúng ta chọn là vị trí hiện tại, current location. Cái số 3 là cái reduction, tức là cái đánh giá chung của cái ngày hôm đó, nó có thể là good day hay là best day. Thì cái thời gian đo tốt nhất trong cái ngày đó nó sẽ là best time, thời gian đo khá tốt thì nó sẽ là good time. Còn trong trường chúng ta dùng trang web thì sao? Thì chúng ta sẽ truy cập vào địa chỉ sau là gnssplanning.com. Khi truy cập vào cái màn hình này chúng ta sẽ thấy có những cái chức năng. Đầu tiên là setting, là chúng ta sẽ khai báo các tùy chọn. Cái thứ hai là set line library, là chúng ta xem thông tin thư viện của các vệ tinh. Số 3 là xem thông tin dạng biểu đồ trạng. Thứ 4 là xem cái biểu đồ phân bố của vệ tinh sky plot, và cuối cùng là xem cái hành trình di chuyển của vệ tinh gọi là walk view. Thì bước đầu tiên chúng ta sẽ khai báo các tùy chọn, chúng ta sẽ khai báo cái vị trí chúng ta muốn kiểm tra và cái thời gian chúng ta kiểm tra. Ở đây chúng ta sẽ đi từ trên dưới, thì chúng ta sẽ có vĩ độ này, nhập vĩ độ vào đây. Thứ hai là nhập vĩ độ vào đây, longitude và latitude, hoặc chúng ta có thể là nhập tự động bằng cách là lấy cái vị trí mà chúng ta đang đứng để xác định vĩ độ và cao độ, vĩ độ và kinh độ. Cái số 3 là cái cao độ, tức là cái cao độ là cái vị trí mà chúng ta đang đứng này so với bề mặt thủy chuẩn, thì chúng ta gắn vào đây. Cái số 3 là góc cắt bỏ. Góc cắt bỏ ở đây thì chúng ta hiểu nó chính là cái góc mà những cái vệ tinh mà nó nhỏ hơn cái góc này thì nó sẽ bị loại trừ ra, nó sẽ không được vào việc tính toán. Thì cái chức năng này á nó sẽ hữu ích giả sử như khi chúng ta đang đứng trong một cái khu vực đô thị chẳng bị che chắn bởi những tòa nhà cao tầng chẳng, thì vì chúng ta sử dụng góc cắt bỏ này thì nó sẽ giúp chúng ta là chọn các vệ tinh nó chính xác hơn. Cái số tiếp theo là cái ngày chúng ta muốn kiểm tra ngày nào. Có thể chọn ngày hôm nay là today hoặc là một ngày nào đó trong tương lai. Thời điểm bắt đầu chúng ta muốn kiểm tra thì mặc định nó sẽ là bắt đầu vào lúc 0 giờ theo cái múi giờ là cộng 7. Và từ thời điểm bắt đầu đó chúng ta muốn kiểm tra trong bao lâu thì tối đa nó sẽ là 24 giờ tức là trong một ngày. Ở đây cái time zone là cái múi giờ đây. Chúng ta có thể chọn là Việt Nam chúng ta bằng cấp Hà Nội Jakarta là cộng 7. Sau khi hoàn tất tất cả những cái thiết lập chúng ta sẽ nhấn apply. Ngoài ra thì chúng ta cũng có thể là lựa chọn cái hệ thống GPS mà chúng ta quan tâm. Ở đây ví dụ như chúng ta
lựa chọn, chỉ lựa chọn những cái vệ tinh của hệ thống là GPS thôi, thì chúng ta sẽ chọn chữ V đây. Còn những hệ thống khác thì chúng ta không quan tâm, như là GLONASS, Galileo, Baidu, QZSS, IRNSS, thì chúng ta sẽ bỏ đi, bỏ chọn. Thì cái này nó tùy vào cái bộ thu của chúng ta. Nếu bộ thu chúng ta có thể ghi nhận được tín hiệu của những cái hệ thống DNS khác thì chúng ta có thể là bật chọn tất cả để mà cái vệ tinh chúng ta chỉ ghi nhận được tín hiệu của GPS hoặc một hệ thống nào đó mà thôi, thì chúng ta sẽ bật cái tùy chọn ứng với cái hệ thống đó. Thì khi chúng ta thích chọn hệ thống thì nó sẽ thống kê chúng ta được cái số lượng vệ tinh đang chọn trên tổng số vệ tinh hiện có của 6 cái hệ thống DNS này. Thì hiện tại chúng ta có tất cả là 140 cái vệ tinh thuộc cái hệ thống DNS. Trong đó GPS thì nó có 31 vệ tinh. Và trong 31 vệ tinh của GPS này thì nó sẽ thống kê tiếp chúng ta là cái số vệ tinh khỏe mạnh, tức là hoạt động bình thường là bao nhiêu, ví dụ đây là 31. Đó. Phần tiếp theo là chúng ta sẽ xem thông tin của vệ tinh ở trong cái mục gọi là Satellite Library. Thì ở đây chúng ta sẽ thấy là tổng số vệ tinh khỏe mạnh trên tổng số vệ tinh. Như đây là 3, ta có thể thấy là gì? Số vệ tinh khỏe mạnh nên chọn là healthy, tổng số vệ tinh là on. Thì dưới đây nó sẽ liệt kê chúng ta những cái vệ tinh và cái trạng thái của nó. Đó là healthy đây. Và cái mã số vệ tinh, ví dụ như G12. Chúng ta có thể xem thông tin chi tiết của vệ tinh bằng cách nhấn vào cái chữ Y này. Nó sẽ hiện ra những cái thông tin chi tiết của vệ tinh, ví dụ như độ lật tâm, bán kính trục lớn quỹ đạo, góc trong mặt phẳng, nó thể đầu tiên ở cung mặt dương đến nút đi lên quỹ đạo hướng đông, góc trong mặt phẳng quỹ đạo tiến quỹ lên đến điểm chuẩn quỹ đạo, rồi dị thường trung bình, độ nghiêng, tốc độ thay đổi góc, độ lật trôi của đồng hồ vệ tinh, tức liên quan đến sai số đây, và thời gian của lịch vệ tinh được cập nhật là ngày nào, thời điểm nào. Tiếp theo là xem thông tin dạng biểu đồ. Thì sau khi lập xong, chúng ta có thể xem được cái độ cao của vệ tinh. Độ cao vệ tinh tức là góc tính từ đường chân trời tại bộ thu đến cái vệ tinh. Thì cái góc này càng lớn tức là vệ tinh nó càng cao, cũng là càng vị trí cao. Và nó bằng 90 nghĩa là nó ở ngay trên cái đỉnh đầu của chúng ta. Thì chúng ta thấy ở đây ha, nó sẽ được kiếm ta một cái biểu đồ theo trục hoàn, nó chính là cái thời gian, và trục tung nó chính là cái cao độ. Cao độ đó đơn vị là độ, okay. Không phải là km nữa. Nó sẽ là độ, góc độ cao. Thì ta thấy là nó sẽ gì? Chi tiết đây. Đây là 32 vệ tinh này. Này thì nó sẽ cái biểu đồ nó sẽ thấy là gì? Nó sẽ đi lên, nó đi xuống, nó khuất. Là như thế nó bị khuất, tức là không thấy được. Thì như vậy ta sẽ định vị được ha, góc của nó thay đổi. Rồi, số lượng vệ tinh nhìn thấy, đúng không nào? Thì chúng ta có thể thấy ở đây là một cái biểu đồ cũng là trục tung, cũng là trục hoàn, cũng là thời gian, và trục tung nó là số lượng vệ tinh. Ví dụ như trong cái thời điểm này, trong ngày này thì nó sẽ là tối đa là 7 vệ tinh, và tối thiểu hình như ở đây là 3 vệ tinh. Tức là nếu mà 3 vệ tinh thì chúng ta chỉ định vị được có tọa độ x và y thôi, đúng không ạ? Còn từ 4 trở lên thì nó sẽ định vị được x, y và z. Một cái giá trị nữa gọi là giá trị DOB và DOPS liên quan đến cái hình học của vệ tinh. Thì chúng ta sẽ thấy được là các giá trị của DOPS bao gồm là GDOPS, TDOPS, PDOPS, HDOPS và VDOPS. Nó sẽ được hiển thị theo thời gian ở đây. Và ngoài ra thì nó có thể nó bổ sung thêm một cái gọi là cái vùng màu đỏ, tức là chỉ thời gian mà cái việc vệ tinh nó hội tụ trên đầu rất là xấu, tức là không nên đo vào thời điểm này, sai số rất là lớn. Vì đó ví dụ chúng ta còn nhớ thì nó dưới 5 là tốt, đúng không? Rồi khả năng quan sát của vệ tinh, một cái biểu đồ cho chúng ta thấy được là theo thời gian trong ngày thì chúng ta sẽ thấy được một cái vệ tinh vào những thời điểm nào. Ví dụ như ở đây chúng ta thấy vệ tinh, giả sử như đây là vệ tinh G07 chẳng, thì chúng ta thấy được là thấy được vào khoảng thời gian là từ đây đến đây thôi, sau đó thì sẽ mất tích. Còn mấy vệ tinh thì chúng ta thấy là nó xuất rất là nhiều. Một cái thông tin quan trọng đó là tầng điện ly. Chúng ta còn nhớ là ở lý thuyết
Khi mà chúng ta tìm hiểu về tín hiệu của vệ tinh GPS khi nó di chuyển vào bầu khí quyển trái đất thì nó sẽ gặp phải tầng điện ly, ở nơi có những cái ion thì nó sẽ xảy ra hiện tượng về khúc xạ, phụ thuộc vào cái TEC, tức là tổng nồng độ điện tử. Thì đây chúng ta sẽ có thể thấy được là cái thông tin đó ha, trong biểu đồ này, cái thời gian. Cái TEC là cái đường màu xanh ở nước biển đây. Chúng ta thấy là rõ ràng là ban ngày, đúng không ạ? Điểm là lúc 12 giờ chẳng. Trưa thì nó sẽ là cái TEC nó sẽ là lớn nhất. Tức là cái nồng độ điện tử ion nó sẽ là lớn nhất. Và cũng đồng nghĩa với cái chỉ số liên quan đến cái tầng điện ly khúc xạ, nó cũng sẽ đạt trạng thái là lên vào cái điểm này. Xem biểu đồ phân bố của vệ tinh thì ở đây chúng ta sẽ thấy được hai cái vòng tròn đây. Hai vòng tròn này cho chúng ta thấy được là cái độ cao, góc độ cao của vệ tinh nhìn từ vệ tinh số này. Với cái tâm nó chính là vị trí của bột thu. Cái vòng tròn màu xanh này nó chính là cái vòng tròn ứng với cái góc cắt bỏ. Nghĩa là chúng ta chỉ quan tâm đến cái góc này thôi. Đúng không ạ? Nếu mà còn cái vòng tròn ngoài cùng nó chính là cái là hiểu nó chỉ là cái bầu trời, hoặc là ứng với cái góc cắt bỏ là không đấy. Sẽ xem toàn bộ bầu trời. Thì đây chúng ta có một cái nút gọi là xem sự thay đổi theo thời gian, thì chúng ta click vào đây thì sẽ thấy được cái đường di chuyển của vệ tinh, nó là về trên cái đỉnh đầu của bộ thu như thế nào. Và một cách trực quan hơn, chúng ta lại xem cái bản đồ hoặc là hành trình vệ tinh, thì chúng ta sẽ thấy được cái sự di chuyển của vệ tinh đấy, trên cái bản đồ thế giới đi như thế nào. Rất thú vị. Thì cái bài tập đầu tiên chúng ta sẽ thực hành, đó là chúng ta hãy chọn một cái giảng đường bất kỳ trong cái khu vực của trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh. Sau đó thì tại cái giảng đường đã chọn thì chúng ta hãy ghi nhận tọa độ 3D, tức là phải có x, y và z của bộ thu GPS ở ba cái hệ tọa độ khác nhau. Một cái là tọa độ phẳng vĩ 2003 độ của Thành phố Hồ Chí Minh, một cái là hệ tọa độ phẳng UTM WGS84 và một cái là hệ tọa độ địa lý WGS84. Đồng thời hãy cho biết cái sai số định vị theo đơn vị là mét ứng với cái vị trí trên. Ngoài ra thì các xác định cái thời điểm thu nhận tín hiệu tốt nhất là best time và good time trong ngày hôm nay là vào thời điểm nào. Bài tập số 2 thì chúng ta sẽ sử dụng cái website là Chamber GNSS Planning. Chúng ta sẽ khai báo tọa độ hướng với cái vị trí đã được lựa chọn ở bài tập số 1. Sau chúng ta lấy cái kết quả bài tập số 1, chúng ta nhập kinh độ, vĩ độ vào, cao độ vào. Và hãy cho biết là tại thời điểm hiện tại thì cái số lượng vệ tinh nhìn thấy là bao nhiêu, rồi góc độ cao của vệ tinh nhìn thấy lần lượt là bao nhiêu. Dạ, cho biết giá trị GDOP, TDOP, PDOP, HDOP và VDOP. Xuất chỉ số tầng điện ly, cần cho biết. Và câu ý số 2 là trong ngày hôm nay hay cho biết thời điểm nào thì nhìn thấy nhiều vệ tinh nhất. Và thời điểm nào là tốt nhất để thu nhận tín hiệu GPS, nghĩa là GDOP nhỏ nhất. Đó là cái yêu cầu của cái bài thực hành số 2 này. Chúc các em thành công.